giảm cân bằng bưởi như thế nào? Cách giảm cân bằng bưởi. Chắc hẳn ai cũng đã biết ăn bưởi giảm cân, nhưng phương pháp giảm cân với bưởi như thế nào mới tốt thì không hẳn người nào cũng biết. Cho nên, bài viết ở dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức hữu ích về việc giảm cân bằng bưởi. Cách giảm cân hiệu quả bằng trà bưởi. Trà bưởi mật ong không chỉ là loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng, loại trà này còn có tác dụng thải độc tố, thanh lọc cơ thể, giúp chị em giảm béo hiệu quả và an toàn. Chị em có thể chế biến trà bưởi giảm cân theo cách sau. Đầu tiên, cắt lớp vỏ bưởi, không lấy phần cùi trắng đi kèm, ngâm trong nước muối khoảng 1 tiếng, muối bưởi tách vỏ, lấy tép và ép thành nước để riêng. Sau đó, trút phần vỏ bưởi vừa cắt vào một nồi, đổ nước sấp bề mặt, đun sôi tới khi vỏ bưởi chín đều rồi hạ nhỏ lửa. Sau khoảng nửa giờ, bề mặt nước sẽ nổi lên rất nhiều váng và nhớt. Đây chính là tinh dầu từ vỏ bưởi thoát ra trong quá trình đun. Tiếp đó đổ nước ép bưởi vào, và tiếp tục đun đến khi nước trong nồi bắt đầu sánh lại, thì thêm đường và khi nồi nước chuyển sang màu vàng nhạt, và bắt đầu keo lại thì tắt lửa. Khi dùng, chỉ cần cho 1 đến 2 thìa nước bưởi vào cốc, thêm chút nước và mật ong, khuấy đều, và thêm đá là có ngay thức uống thơm ngon trong những ngày nóng nực. Cách giảm cân nhanh nhất bằng nước ép bưởi. Một nghiên cứu của trường Đại học Mỹ đã chỉ ra rằng, uống nước ép bưởi khi ăn thực phẩm có nhiều chất béo, sẽ làm giảm sự tăng cân tới 20%. Chế độ ăn uống với nước ép bưởi còn được gọi là chế độ ăn uống Hollywood vì nó được những người nổi tiếng áp dụng, trong đó có ca sĩ Kylie Minogue. Chế độ ăn uống này rất dễ thực hiện, đó là ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi trong mỗi bữa ăn để cắt giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Tắm nước bưởi để giảm cân. Bưởi không chỉ có tác dụng giảm cân khi đóng vai trò là một loại thực phẩm, mà còn có thể giúp chị em giảm cân qua một liệu pháp rất tuyệt vời khác, đó là dùng nước bưởi tắm để giảm cân. Đây là phương pháp được nhiều người sử dụng vì rất dễ thực hiện ngay tại nhà. Ngoài ra, tắm bưởi còn cho làn da mịn màng tươi trẻ. Cách thực hiện như sau: lấy một quả bưởi ép lấy nước, đổ vào bồn tắm và ngâm mình khoảng 30 phút. Nước bưởi giúp làm sạch khử trùng vi khuẩn, làm săn chắc da, ức chế việc tích tụ chất béo, giúp giảm cân toàn thân ở vùng đùi, vùng bụng và dưới cánh tay. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.